Chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục thực hành cho nghiệp vụ kế toán sản xuất. Và ở chương 1 chúng ta thiên về thương mại, chương 2 chúng ta sẽ về sản xuất. Và ở đây là sản xuất và gia công về cơ khí. Và ở chương 3 chúng ta thực hành về nghiệp vụ nông lâm thủy hải sản. Và ở phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu chung về nghiệp vụ tính giá thành công ty sản xuất. Và để tính giá thành công ty sản xuất thì chúng ta sẽ có các bước lần lượt. Bước 1 là chúng ta sẽ khai báo thông tin về thành phẩm và tạo mã thành phẩm, sau đó chúng ta sẽ khai báo chi tiết về các cái định mức, và tiếp theo là chúng ta sẽ khai báo các cái thông tin về đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành. Và ở đây đối tượng tập hợp chi phí chúng ta để tính giá thành là cầu từ 0.3 mét khối cho đến 2.3 mét khối, 2 mét khối, và thành phẩm chúng ta là các loại cầu bao gồm 0.3 mét khối cho đến 2 mét khối. Và đối với sản xuất gầu, chúng ta sẽ thấy công năng của gầu thì chúng ta dùng để xúc đất và xúc lật cũng như đào, vừa được các tác dụng nhiều khác nhau, có thể là đào hoặc có thể là xúc, hoặc có thể là chúng ta phục vụ nhiều cái công tác khác trong đời sống thực tế mà chúng ta ứng dụng. Và đối với các sản phẩm trên thì chúng ta sẽ thực hành và chúng ta sẽ lên phần mềm MISA, chúng ta tiến hành như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ mở phân hệ trên phần mềm MISA, chúng ta sẽ vào danh mục để chúng ta kê khai. Cái phần trước đã hướng dẫn cho các bạn về cách kê khai về mã thành phẩm và sau đó kê khai về định mức cũng như là đối tượng tập hợp chi phí. Thì ở phần này chúng ta sẽ nhắc lại và chúng ta sẽ khai tiếp theo. Thì ở đây tôi sẽ khai mẫu thêm cho hai đối tượng, đó là gầu 1m8 và gầu 1m6. Tuy trong quá trình chúng ta chỉ thực hành về gầu 2 mét khối, nhưng ở đây thì chúng ta theo đúng quy trình thì chúng ta vẫn hướng dẫn để các bạn có thể hiểu thêm về quy trình khai và cách tính. Thì ở đây thì chúng ta sẽ lần lượt thực hiện các cái thao tác để chúng ta thực hành, thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên là chúng ta muốn là kê khai thông tin về thành phẩm thì chúng ta sẽ vào danh mục, chúng ta vào vật tư hàng hóa, chúng ta vào thành phẩm. Và lúc này chúng ta sẽ bấm thêm để chúng ta kê khai các thông tin về thành phẩm. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có gầu 1m8 thì chúng ta sẽ copy thông tin mã gầu 1m8. Và tên nội dung thì chúng ta copy chi tiết gầu 1m8. Chúng ta chọn vật tư hàng hóa thì chúng ta đổi lại thành là thành phẩm, và chúng ta sẽ đánh dấu 3 chấm để chúng ta chọn nhóm. Nhóm chúng ta sẽ là thành phẩm là TB, và sau đó đơn vị tính chúng ta là chiếc. Và tiếp theo chúng ta sẽ tạo tài khoản kho ngầm định là 105, và 105 ở đây chúng ta chọn là 155 sản xuất, và tài khoản để hạch toán chúng ta là 1551 là thành phẩm nhập kho. Và sau đó chúng ta sẽ sang đến chọn mục thuế suất là 10%, và chúng ta chọn mục 4 là khai báo thông tin định mức nguyên vật liệu. Thì khai báo thông tin định mức nguyên vật liệu thì chúng ta sẽ căn cứ vào giá thành định mức nguyên vật liệu cho một cái sản phẩm. Thì chúng ta sẽ có đầu tiên là sắt thì chúng ta sẽ cần là 1.200 kg, thì chúng ta sẽ chọn là thép tấm. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chọn khai báo thông tin về xăng lưu. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn là mã cắt, là mã gầu. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn về hàn, thì nó sẽ là vật liệu hàn thì sẽ là que hàn. Và chúng ta sẽ chọn thêm thông tin về bu lông. Chúng ta chọn thêm thông tin định mức mà chúng ta cần khai báo, đó chính là sơn. Thì sơn ở đây thì chúng ta sẽ chọn lần lượt. Và sau khi chúng ta đã liệt kê xong đầy đủ về các cái thành phẩm mà về gầu 1m8 thì cần những nguyên vật liệu gì, thì chúng ta đã khai báo xong, thì chúng ta sẽ tiến hành kê khai về số lượng định mức cho một sản phẩm. Thì đây chúng ta sẽ cần là 1.200 kg là về sắt, tức là thép tấm, và chúng ta sẽ cần 5 cái răng lưu, và cần 2 cái mã cắt, và cần 20 về kg vật liệu hàn, và cần 12 con bu lông, và cần 4 là kg sơn. Và chúng ta sẽ còn phải khai thêm thông tin, đó là chúng ta còn có thêm ga. Và ga ở đây thì chúng ta sẽ có định mức là 6.9 kg về ga. Và như vậy là chúng ta đã khai xong được là định mức cho một cái thành phẩm nhập kho, đó là cầu 1m8 khối.
Và ở phần trước thì chúng ta đã từng khai là cho gầu bao gồm là gầu gia công và gầu chúng ta tự sản xuất thì chúng ta khai, nhưng mà chúng ta về định mức thì chúng ta là vẫn đang còn thiếu một cái ga Pacific. Thì trước đây chúng ta đã khai đủ ga Pacific là 7.2, thì chúng ta sẽ cất vào lưu. Và tiếp theo chúng ta kiểm tra lại gầu sản xuất chúng ta là cũng có về ga hay không, thì chúng ta thấy 7.2 Pacific thì chúng ta đầy đủ. Và sau khi chúng ta đã kê khai xong cho gầu 1m8 thì chúng ta thấy phương pháp trên là cái phương pháp mà chúng ta sẽ tốn nhiều thời gian. Thì để nhanh hơn thì chúng ta cũng có thể chọn theo phương pháp là nhân bản. Chúng ta click vào cái gầu 1m8 chúng ta vừa tạo, chúng ta chọn nhân bản. Và ở đây các bạn sẽ khai lại thông tin là thành gầu 1m6. Và chúng ta sẽ chọn lại gầu 1m6. Và các thông tin khác thì nó giống nhau như đúc, nên là chúng ta sẽ giữ nguyên. Và sau đó chúng ta sẽ sang các cái mục để chúng ta tiếp tục ta làm thực hành. Chúng ta sẽ vào định mức nguyên vật liệu chúng ta khai lại. Thì ở đây là định mức này thì chúng ta có sự sửa đổi, đó là 1.000 kg. Và số lượng 5 thì chúng ta giữ nguyên và số lượng 2 giữ nguyên. Và về cái vật liệu que hàn thì chúng ta giảm xuống thành còn 18. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến bu lon thì nó cần là 2 con. Và chúng ta sẽ có sơn thì cũng cần là 4 kg. Và dĩ nhiên có sự thay đổi về ga thì chúng ta sẽ cần ở đây là 6,6 kg. Chúng ta sửa lại cái định mức và chúng ta kiểm tra chi tiết lại định mức mà chúng so với cái phần gầu mà chúng ta đã thiết lập ở trên có khớp hay không. Nếu khớp thì chúng ta sẽ bấm cất vào lưu. Thì như vậy chúng ta dùng chức năng nhân bản thì cũng được, chúng ta chỉ cần sửa lại những cái nội dung cần sửa, cái nào giống nhau thì chúng ta giữ nguyên. Và như vậy là chúng ta đã khai báo xong cho các cái thành phẩm mà chúng ta cần để sản xuất. Tiếp theo là chúng ta vào danh mục và chúng ta sẽ chọn, tức là khi chúng ta tính giá thành thì chúng ta phải có đối tượng tập hợp chi phí, thì chúng ta sẽ chọn là danh mục chúng ta tạo đối tượng tập hợp chi phí. Và tại đây thì chúng ta như bài hôm trước thì chúng ta đã thực hành cho gầu gia công và gầu sản xuất. Thì ở phần này chúng ta sẽ bấm tiếp theo và chúng ta sẽ chọn phần đó là sản phẩm và chúng ta sẽ chọn ở đây là gầu là 1m6 khối và chúng ta sẽ bấm cất và thêm. Tức là chúng ta vẫn chọn sản phẩm như bình thường, chúng ta chọn thêm một cái đó là gầu 1m8, chúng ta sẽ bấm cất. Thì như vậy là chúng ta đã tạo thêm được đối tượng tập hợp chi phí. Và đến sau khi chúng ta đã khai xong và tiếp theo là chúng ta sẽ căn cứ vào kế hoạch sản xuất để chúng ta là mua nguyên vật liệu. Thì ở các bài trước đã hướng dẫn cho các bạn về nhập kho các nguyên vật liệu cũng như là theo các phiếu yêu cầu thì chúng ta sẽ cần có kế hoạch để chúng ta mua sắm cho phù hợp. Và ở bước này thì chúng ta sẽ đến mục là chúng ta sẽ tạo lệnh sản xuất. Và ở đây thì chúng ta sẽ kế hoạch sản xuất, thì chúng ta tạo lệnh sản xuất thì chúng ta sẽ vào phân hệ kho. Và tại phân hệ kho này thì chúng ta sẽ mở rộng ra và chúng ta sẽ có là một cái mục là lệnh sản xuất. Tại lệnh sản xuất này thì chúng ta sẽ có cái mục chúng ta bấm thêm. Và tại lệnh này thì chúng ta sẽ chọn cái ngày mà chúng ta sẽ tạo lệnh sản xuất. Và cái ngày lệnh sản xuất ở đây thì chúng ta sẽ có là ngày kế hoạch chúng ta là 1 tháng 2. Và chúng ta tạo luôn cái ngày lệnh sản xuất chúng ta là cũng bằng so với cái ngày là 1 tháng 2 luôn. Thì chúng ta sẽ gọi 01/02/2021. Thì cái lệnh sản xuất đầu tiên là lệnh sản xuất số 1. Và nội dung thì chúng ta sẽ là kế hoạch sản xuất gầu. Chúng ta có thể lấy đánh dấu bằng ở đây. Chúng ta sẽ copy luôn. Kế hoạch sản xuất là gầu. Chúng ta sẽ copy luôn cái nội dung là gầu 2m3. Và như trong tháng 1, tháng 2 thì chúng ta sẽ có lệnh sản xuất chúng ta là 120 sản phẩm. Trong đó chúng ta tự sản xuất được 100. Và 20 sản phẩm là chúng ta sẽ là thuê một cái đơn vị khác gia công. Vì bản thân chúng ta có thể không làm theo tiến độ, hoặc là chúng ta sẽ không đủ năng lực và nhân sự, dẫn đến là chúng ta sẽ cần đối tác khác là cùng hợp tác để xử lý. Và cái đơn vị gia công xong thì sẽ xuất cho chúng ta một cái sản phẩm hoàn thiện cộng với cái phí gia công, tức là giao lại chúng ta sản phẩm. Nguyên vật liệu thì chúng ta sẽ mua và chúng ta cấp cho cái đơn vị gia công trên để họ sẽ thực hiện cái nghiệp vụ gia công đơn hàng cho doanh nghiệp. Và sau khi chúng ta tạo lệnh sản xuất rồi thì chúng ta sẽ đến phần đó là chúng ta sẽ chọn những cái vật liệu mà chúng ta cần sản xuất, thành phẩm chúng ta cần sản xuất. Thì ở đây chúng ta sẽ có chọn cái mục đầu tiên đó là sản xuất gầu 2m3. Thì ở đây chúng ta là chọn cái 100 là do chính chúng ta tự sản xuất lấy, thì chúng ta sẽ chọn là 100.
Thì sau khi các bạn chọn 100 xong thì các bạn thấy đây là phần mềm sẽ tự động là chạy cho chúng ta bằng cách là lấy cái số 100 này, nó sẽ nhân với cái định mức cho một sản phẩm. Thì các bạn thấy đây là 100, thì các bạn lấy 100 các bạn nhân với 1.500 trên này định mức cho một sản phẩm thì nó sẽ ra được là 150.000 là kg về sắt. Và khoản mục chi phí thì ở đây là do chúng ta là áp dụng theo thông tư 200 nên chúng ta sẽ không cần là phải chọn. Nếu chúng ta áp dụng thông tư 43 thì chúng ta phải chọn lại là nguyên vật liệu. Và tiếp theo thì chúng ta mặc định phần mềm sẽ cho chúng ta là chọn đối tượng và bảo chi phí là cầu 2,3 m. Và đơn đặt hàng thì các bạn có thể là tìm ở trên này nếu chúng ta có đơn đặt hàng. Còn nếu chúng ta không có đơn đặt hàng thì chúng ta sẽ bỏ qua. Còn nếu có thì chúng ta sẽ bấm là tìm kiếm để chúng ta tìm ra cái đơn đặt hàng mà người ta đã đặt cho chúng ta, tức là tính giá thành theo cái phương pháp đơn đặt hàng. Thì ở phần trước thì đã hướng dẫn cho chúng ta về ở cái phần là phân hệ. Chúng ta thấy là cái phần hệ bán hàng thì chúng ta sẽ có một cái đơn đặt hàng ở đây. Và cái đơn đặt hàng này thì chúng ta là đang là chọn sai vì chúng ta sẽ phải bấm sửa lại. Thì ở cái phần sửa lại này thì chúng ta sẽ chọn là chưa thực hiện hoặc là đang thực hiện. Và cái ngày mà đặt hàng thì khách hàng đặt cho chúng ta thì chúng ta phải xem lại là cái nội dung đặt hàng của chúng ta. Thì đối với khách hàng thì rõ ràng là cái đơn đặt hàng của khách hàng là ngày 1 tháng 2 nên chúng ta sẽ phải sửa lại thành 1 tháng 2. Ngày giao hàng thì là ngày 28 tháng 2 và chúng ta sẽ bấm cất để chúng ta lưu. Và sau đó chúng ta quay lại cái nghiệp vụ trên này thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ tìm lại, chúng ta sẽ có cái đơn đặt hàng của chúng ta trên này. Tức là đơn đặt hàng nó sẽ ghi là 1 tháng 2. Và sau khi chúng ta đã chọn xong cái đơn đặt hàng rồi, hợp đồng nếu có thì chúng ta sẽ tạo, nếu không có thì chúng ta sẽ bỏ qua. Tức là cái phần nghiệp vụ trên. Thì sau khi chúng ta đã làm xong thì chúng ta sẽ bấm mục là cất để chúng ta lưu. Và sau khi chúng ta cất thì chúng ta sẽ thấy có một cái phiếu là nhập kho thành phẩm. Phần mềm MISA sẽ thiết lập sẵn cho chúng ta. Chúng ta có thể là làm thủ công bằng cách là sau này hoàn thành phẩm nhập kho hoàn thành thì chúng ta sẽ vào phần hệ kho. Chúng ta sẽ chọn phần nhập kho này hoặc là xuất kho thủ công. Nhưng ở đây thì chúng ta là tạo tự động luôn nên chúng ta sẽ chọn phiếu nhập kho. Và cái ngày mà chúng ta nhập kho thì chúng ta sẽ chọn cái mục là gầu 2,3 m và số lượng là 100. Thì ở đây là chúng ta sẽ có biên bản kiểm kê cuối kỳ thì rõ ràng là chúng ta mang ra 100 sản phẩm nhưng chúng ta chỉ sản xuất được 90 sản phẩm mà thôi. Thì chúng ta sẽ chọn mục là 90 sản phẩm nhập kho. Cho cái số lượng 100 này thì chúng ta chỉ có 90 sản phẩm thì chúng ta sẽ nhập đủ 90 sản phẩm. Và sau đó chúng ta sẽ bấm là đồng ý. Thì phần mềm tự động là sẽ thiết lập cho chúng ta về cái ngày nhập. Thì ở đây chúng ta sẽ tự sản xuất thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ nhập kho ngày cuối cùng là 28 tháng 2. Là cái ngày phiếu nhập kho và cái người giao thì dĩ nhiên bộ phận là nào sản xuất thì cái bộ phận đó sẽ là giao thì chúng ta sẽ làm theo cái lệnh sản xuất một và có kèm chứng từ gốc không thì chúng ta sẽ có ghi hoặc là không ghi. Và sau khi chúng ta làm xong thì phần mềm tự động hạch toán chúng ta nợ 154 là 155 có 154 và số lượng là 90 cái. Về số lượng và đơn giá thì phần mềm sẽ bỏ trống vì chúng ta phải tính giá thành. Thì sau này khi chúng ta tính giá thành xong thì phần mềm tự động cập nhật cái đơn giá mà chúng ta tính giá thành được và thành tiền tương ứng. Sau đó chúng ta xong thì chúng ta sẽ bấm cất, chúng ta lưu. Và về thống kê thì chúng ta là không cần thiết thì chúng ta bỏ qua, chúng ta mình kê khai mình cái phần hàng tiền thôi. Và chúng ta sẽ bấm đóng để chúng ta lưu và chúng ta tiếp tục là lập phiếu xuất kho. Tức là chúng ta là nhập tiếp xuất kho, tức là xuất kho nguyên vật liệu theo định mức sản xuất. Thì ở đây chúng ta sẽ có số lượng 100 thì số lượng sản xuất cũng 100 tương ứng thì chúng ta sẽ bấm đồng ý. Thì phần mềm tự động sẽ xuất kho để chúng ta sản xuất. Thì ở đây là chúng ta thấy là nguyên vật liệu đầu vào chúng ta là nằm trong tháng 2 và bắt đầu từ 2 tháng 2 chúng ta đã có nguyên vật liệu đầu vào rồi thì chúng ta sẽ có thể nhập là luôn cái ngày là 2 tháng 2.
là cái ngày mà chúng ta sẽ xuất vật tư, và tiếp theo cái người nhận thì chúng ta dĩ nhiên là bộ phận kho, thì chúng ta cái người nào là kho thì chúng ta sẽ chọn cái người đó là làm thủ kho luôn. Thì cái người nhận ở đây thì chúng ta sẽ xem trên cái phần là về bảng lương. Về cơ cấu bảng lương thì chúng ta đang xây dựng cái người mà làm thủ kho là người nào, thì cái người đó sẽ phụ trách cái việc là nhập kho. Thì rõ ràng ở đây là chúng ta có giám đốc kế toán, là kế toán tổng hợp và kế toán trưởng, thủ quỹ và kỹ thuật, thì chúng ta sẽ chọn là Lại Văn Bằng, thì cái người này có thể sẽ là cái người mà thực hiện luôn cả kim về kho luôn. Thì chúng ta sẽ chọn bất kỳ một người, thì chúng ta sẽ chọn ví dụ như đây, chúng ta chọn là Lại Văn Bằng. Và ở đây thì phần mềm tự động là xuất kho cho chúng ta theo cái lệnh sản xuất, số lượng, nghìn vật liệu. Và đây các bạn sẽ thấy là về cái mục, các bạn thấy đây là đơn giá và thành tiền chưa thể có được. Sau này chúng ta bấm tính giá xuất kho thì phần mềm mới tự động chạy cho chúng ta. Thống kê thì chúng ta là bỏ qua vì nó không cần thiết, nên chúng ta là không cần lập. Vì chúng ta ở đây là số xuất theo lệnh, hoặc là chúng ta có thể là chọn theo đơn đặt hàng cũng được. Và sau khi chúng ta đã làm xong thì chúng ta sẽ bấm cất. Chúng ta chỉ quan trọng là cái đối tượng tập hợp chi phí của chúng ta đúng mà thôi, thì chúng ta sẽ hoàn thiện được. Và sau khi chúng ta đã xuất kho tự động thì chúng ta sẽ bấm đóng. Và chúng ta đã hoàn thiện xong thì chúng ta sẽ bấm đóng luôn. Thì lúc này là chúng ta sẽ chọn cái mục là tất cả. Các bạn chọn là năm nay để chúng ta lấy kết quả. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là lệnh sản xuất chúng ta đã có, và chúng ta sẽ có đã lập phiếu xuất kho, và các bạn sang phiếu xuất nhập kho để chúng ta xem. Chúng ta chọn là cái năm nay chúng ta chọn, thì rõ ràng là phiếu nhập kho thì chúng ta cũng đã nhập cho 90 cái sản phẩm, và xuất kho thì chúng ta cũng đã xuất đủ nghìn vật liệu cho chúng ta và theo cái lệnh sản xuất. Thì như vậy là sau khi chúng ta xuất xong thì chúng ta lại thêm một lệnh sản xuất tiếp theo. Thì lệnh sản xuất này tức là chúng ta sẽ xuất cho cái 20 nguyên vật liệu cho 20 cái sản phẩm mà chúng ta mang đi là nhờ một cái đơn vị khác gia công. Thì ở đây chúng ta sẽ tạo lệnh sản xuất thứ hai, và cái ngày của nó cũng là 1 tháng 2, và chúng ta sẽ thiết lập cái mục này gọi là gầu gia công hoặc là giao khoán gia công. Xuất nghiêm vật liệu gầu cho bên gia công. Chúng ta khoán lại cho một đơn vị khác. Và thành phẩm thì chúng ta cũng chọn tiếp tục là gầu, nhưng mà chúng ta chọn cái mã là gia công. Thì ở đây nó đang hiện cho chúng ta cái dấu, chúng ta là số lượng là âm. Chúng ta không quan tâm đến cái mục này. Chúng ta chỉ chọn là lệnh sản xuất chúng ta là thôi. Và tiếp theo là chúng ta số lượng cần là 20 cái sản phẩm. Thì chúng ta sẽ chọn đúng 20 sản phẩm. Đơn đặt hàng thì chúng ta cũng là đơn đặt hàng 03. Và chúng ta sẽ có khoán mục chi phí của đối tượng khác. Thì chúng ta giống y như cái lần mà chúng ta đã khoán cho các sản phẩm. Thì chúng ta ở đây là chọn đúng là 20 sản phẩm mà thôi. Và 20 này thì nó sẽ căn cứ vào khối lượng. Thì chúng ta sẽ thấy đây là cần 30 là 120. Thì phần mềm đây là cũng tính cho chúng ta là 30, 120. Định mức cho một sản phẩm là này. Và số lượng chúng ta cần là 30.000 kg. Và sau đó chúng ta sẽ thực hiện xong các cái nội dung thông tin. Thì chúng ta sẽ bấm cất. Và tiếp theo là chúng ta sẽ bấm lập phiếu nhập, tức là nhập cái thành phẩm gia công này. Thì 20 sản phẩm chúng ta giao đi thì chúng ta nhập đủ, chúng ta sẽ bấm đồng ý. Và tiếp theo là chúng ta cái ngày chúng ta nhập là 25. Vì ở đây là cái sản phẩm khách hàng đã giao cho chúng ta là đây là tháng gia công đây, thì các bạn sẽ thấy là cái hóa đơn số 200 ngày 25 là người ta giao cho chúng ta 20 sản phẩm.
Thì cái nội dung gia công này thì chúng ta sẽ ghi là tháng 2 và 25 tháng 2. Và cái người giao là cái đơn vị bộ phận nào thì chúng ta có thể là bấm thêm. Ví dụ như là cái đơn vị giao sản thành phẩm này thì chúng ta sẽ bấm thêm. Chúng ta sẽ khai thông tin của cái đơn vị là gia công, đó là công ty Hoàng Quân. Thì chúng ta sẽ bấm mã số thuế là cái mã mà tạo. Và giới tính nam nữ thì chúng ta sẽ chọn là nhà cung cấp. Và các thông tin khác thì chúng ta không cần thiết thì chúng ta sẽ bỏ qua. Đơn vị thì chúng ta có thể là thêm. Thì đơn vị này thì chúng ta có thể ghi luôn bộ phận quản lý, hoặc là chúng ta sẽ ghi ở đây là một cái mục là của bất kỳ, hoặc cái mã nhân viên này thì chúng ta không cần thiết. Vì ở đây là chúng ta nhận của ai thì chúng ta ghi luôn là cái người nào sẽ nhận sản phẩm. Và cái mục này gần như là nó mang tính chất thông tin về nội bộ người trong công ty, nên mục này chúng ta cũng có thể là bỏ qua và chúng ta không cần thiết nữa. Chúng ta tạo luôn những người nhân viên chúng ta nhận luôn. Thì ở đây là chúng ta chọn luôn phần văn bằng, lại văn bằng. Và sau khi chúng ta đã hoàn thiện xong thì chúng ta thấy số lượng đã có và đơn giá thì nó sẽ để trống, và chúng ta sẽ bấm cất, chúng ta lưu. Và xong rồi thì chúng ta sẽ đến mục là phiếu xuất kho tương ứng, thì chúng ta sẽ chọn gầu là xuất 20 sản phẩm tương ứng đây. Thì ở đây chúng ta mới có lệnh sản xuất thì chúng ta phải có xuất kho, và người nhận thì chúng ta ghi luôn là tại văn bằng là cái người mà sẽ nhận. Và các bạn sẽ thấy phần mềm tự động xuất cho chúng ta từ kho nguyên vật liệu 61 của 152 và cái số lượng là theo cái định mức yêu cầu chúng ta. Đây là cái lập định mức cho cái gầu mà chúng ta mang đi gia công. Và sau khi chúng ta xong các cái nội dung thì chúng ta các cái phần khác thì chúng ta không cần thiết thì chúng ta bỏ qua, và chúng ta sẽ bấm cất để chúng ta lưu. Thì như vậy là chúng ta đã xong cho cái lệnh sản xuất thứ hai. Và lệnh 1 là ở mục gầu này thì nó hiện cho chúng ta là đã xuất kho, lập kho đầy đủ. Và ở cái phần 2 này chúng ta sẽ kiểm tra lại. Và lệnh nhập kho này thì chúng ta cũng có lại văn bằng và số lượng, ngày và thành phẩm. Nội dung thì chúng ta đầy đủ 28 tháng 2. Nhưng không hiểu sao thì phần mềm là không cho chúng ta về cái nội dung là đã lập phiếu là nhập kho đầy đủ. Và chúng ta chỉ cần quan tâm ở đây là chúng ta đã có hai lệnh sản xuất và có hai phiếu nhập và hai phiếu xuất kho tương ứng. Xuất kho về nguyên vật liệu theo định mức và nhập kho. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến mục mà chúng ta sẽ cần là theo dõi. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến các mục là chúng ta sẽ vào nghiệp vụ để chúng ta là tính giá xuất kho. Thì các bạn vào tính giá xuất kho thì các bạn có thể chọn tháng 2 hoặc các bạn chọn năm nay để phần mềm là tính lại giá xuất kho cho chúng ta. Và sau đó chúng ta sẽ chọn là thực hiện.
thì lúc này phần mềm cảnh báo chúng ta thì chúng ta bỏ qua và chúng ta cứ lưu như chúng ta làm như bình thường. Thì trên đây các bạn thấy là sau khi chúng ta làm xuất kho và nhập kho thì phần mềm là gần như là cái phần xuất kho thì nó chưa hiện thông tin về thành tiền xuất kho chúng ta về nguyên vật liệu, nên chúng ta sẽ bấm tính giá xuất kho để phần mềm là tự động làm cho chúng ta về phần xuất kho. Thì các bạn thấy sau khi các bạn làm xong thì chúng ta sẽ bấm lưu và chúng ta bấm kết thúc, chúng ta sẽ bấm là cái mục lấy dữ liệu để chúng ta lấy lại. Thì các bạn sẽ thấy đây là cái phần là xuất kho nguyên vật liệu cho cái lệnh số 2, là chúng ta tự động lấy nguyên vật liệu đã được cập nhật cho chúng ta cho cái lệnh số 2. Và cái lệnh số 1 thì chúng ta sẽ thấy là xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất, thì chúng ta cũng có tương ứng cho 9% sản phẩm chúng ta mang ra. Thì chúng ta thấy đây là có lệnh sản xuất. Thì như vậy là phần mềm đã tự động cập nhật cho chúng ta về cái phần là xuất kho nguyên vật liệu. Còn riêng chúng ta nhập kho ở đây thì cái phần này là rõ ràng là chúng ta chưa thể là hiện cho chúng ta về thông tin. Và cái chứng từ bán hàng chúng ta có phí xuất kho ở đây và phí xuất kho này thì cái phần giá vốn chưa có thể hiện được, do chúng ta chưa có phần giá vốn tương ứng, nên nó đây đang phần này trống. Còn đây hai cái lệnh nhập kho chúng ta thành phẩm thì nó cũng chưa, chúng ta chưa tính được giá thành đầy đủ nên là nó chưa hiện cho chúng ta. Thì như vậy là chúng ta đã tạo xong được là lệnh sản xuất. Bước 1 là chúng ta cần lưu ý, thứ nhất là bước 1 chúng ta tạo danh mục là vật tư hàng hóa, thì chúng ta sẽ khai báo các cái thông tin về cái thành phẩm mà chúng ta cần sản xuất. Và mục 1 ngầm định và mục 4 là chúng ta khai báo định mức. Và tiếp theo chúng ta sang danh mục, ta chọn đối tượng tập hợp chi phí. Lúc này chúng ta sẽ bấm thêm và chúng ta sẽ chọn phần là thành phẩm. Sau đó chúng ta chỉ cần chọn các thành phẩm chúng ta cần sản xuất mà thôi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ xuất kho nguyên vật liệu. Thì chúng ta vào phần hệ kho, chúng ta chọn là lệnh sản xuất. Sau khi chúng ta chọn lệnh sản xuất xong rồi thì chúng ta sẽ có lập phiếu nhập và phiếu xuất luôn để chúng ta xuất kho tự động và nhập kho tự động. Sau khi chúng ta nhập kho xuất kho tự động rồi, chúng ta sẽ đến bước tiếp theo là chúng ta vào nghiệp vụ, chúng ta chọn kho và chúng ta chọn là tính giá xuất kho để phần mềm là cập nhật lại các cái đơn giá xuất kho nguyên vật liệu mà chúng ta cần xuất. Thì đây chúng ta thấy cái phần xuất kho nguyên vật liệu cho 100 sản phẩm chúng ta tự xuất và cho là 20 sản phẩm mà chúng ta sẽ thuê một cái đơn vị bên ngoài đi gia công.